Khôi Nguyên kính chào khán giả Người Việt TV. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2014 gồm có các tin chính. Chưa tìm thấy thủ phạm bắn chết 6 người ở tiểu bang Philadelphia. Dân Texas có thể được mang súng lục công khai khi ra đường. Cảnh sát Úc giải cứu con tin 3 người thiệt mạng. Và Việt Nam từ chối hàng ngàn xe và người Trung Quốc vào du lịch. Sau đây là phần tin chi tiết. Cho đến chiều thứ Hai, 15 tháng 12 năm 2014, thì cảnh sát vẫn chưa tìm ra được tung tích của một kẻ đã bắn chết 6 người ở 3 căn nhà khác nhau tại vùng ngoại ô của Philadelphia. Trong 6 nạn nhân thì có người vợ cũ của hung thủ và đứa cháu gái 14 tuổi. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe và điện thoại nên xác định được danh tính của hung thủ là Bradley William Stone. Các toán cảnh sát đặc biệt SWAT team đã bao vây căn nhà ở Pennsburg của nghi can và gọi loa yêu cầu ra đầu hàng nhưng không biết đương sự có trong nhà hay không. Biện lý của Montgomery County trong một cuộc họp báo buổi chiều cho hay là vẫn chưa biết nghi can đang ở đâu. Các vụ giết người trong vòng 90 phút đã bắt đầu từ lúc sáng sớm. Ba nạn nhân đầu tiên là cô em vợ cũ, người chồng của cô này và đứa con gái 14 tuổi bị bắn chết tại nhà. Mãi tới 8 giờ sáng thì cảnh sát mới khám phá ra án mạng và đứa con trai 17 tuổi bị bắn trúng đầu nhưng còn sống được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng tại Philadelphia. Bà mẹ và bà ngoại của người vợ cũ sau đó bị giết tại nhà ở nơi khác. Theo cảnh sát thì nghi can là dân da trắng, cao khoảng 5'10", cân nặng 195 pound, mặc quân phục màu ngụy trang và thường phải chống gậy khi đi lại. Stone lập gia đình với người vợ cũ tên là Nicole Stone. Năm 2014 và ly dị năm 2009, Stone đã có vợ khác từ năm ngoái và Nicole đính hôn hồi mùa hè, nhưng hai người đang tranh chấp về vấn đề giữ hai đứa con. Từ lâu nay vẫn được coi là thủ đô văn hóa súng của nước Mỹ. Tiểu bang Texas hiện vẫn ở trong một số rất ít các tiểu bang cấm mang súng lục công khai khi ra đường. Điều này có thể thay đổi vào năm 2015 khi Quốc hội tiểu bang với đa số là phía đảng Cộng Hòa và thống đốc tân cử là Rick Abbott sẽ thúc đẩy việc mở rộng quyền mang súng. Và nếu tiểu bang Texas vốn cho phép mang súng lục giấy giấu trong mình, hủy bỏ lệnh cấm có từ 140 năm nay về việc mang công khai khi ra đường sẽ là tiểu bang lớn nhất ở Mỹ làm việc này. Phần lớn các tiểu bang trên nước Mỹ hiện đã có một số hình thức cho phép mang súng lục công khai khi ra đường. Tuy nhiên, có 6 tiểu bang là Texas, California, Florida, New York, Illinois và South Carolina với dân số chiếm 1/3 tổng số dân cư tại Mỹ lại không cho phép việc này. Ba người chết kể cả kẻ bắt giữ con tin trong vụ cảnh sát tìm cách giải cứu 17 người đã bị một tay súng gốc Iran cầm giữ từ 16 giờ trước trong một quán cà phê ở thành phố Sydney của nước Úc. Chạm súng xảy ra lúc cảnh sát tấn công vào quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney vào sáng sớm thứ Ba. Cảnh sát trưởng tiểu bang New South Wales nói rằng trước đó có những tiếng súng nổ bên trong nhà và người ta lo ngại rằng nếu không có hành động sẽ có thêm nhiều người bị giết chết. Hai con tin thiệt mạng là một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi do kẻ bắt cóc con tin bắn hay do đạn lạc trong vụ chạm súng. Bốn người khác bị thương, trong số đó thì có một cảnh sát bị đạn bắn trúng mặt. Danh tính của tay súng bắt giữ con tin được công bố là Man Harold Moniz, 50 tuổi. Năm ngoái đã từng bị truy tố về gửi những thư xúc phạm gia đình các quân nhân Úc tử trận ở Afghanistan từ năm 2007 đến 2009 và nhiều tội danh khác. Vụ cầm giữ con tin bắt đầu lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ Hai. Những người bị uy hiếp bắt giữ ở quán đều là khách ghé vào uống cà phê buổi sáng. Các tổ chức Hồi giáo ở Úc đã lên án việc bắt giữ con tin, trong khi đó thì cảnh sát cho biết đã mở một cuộc điều tra vì có liên quan đến một biến cố làm chết người. Sau 15 ngày bàn thảo giữa các bên liên quan thì chiều 15 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã ra thông báo chính thức là không đồng ý tiếp nhận đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam với lý do là không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và an ninh cho đoàn xe. Trước đó thì nhà cầm quyền Việt Nam đã rất lúng túng và không biết giải quyết như thế nào khi thành phố Bằng Tường của Trung Quốc yêu cầu được đưa cả ngàn chiếc xe và người vào du lịch khắp nơi tại Việt Nam.
Hôm 1 tháng 12, thì Việt Nam được chính quyền thành phố Bằng Tường Trung Quốc đề nghị cấp phép cho khoảng 1.000 chiếc xe tải và 1.500 người vào du lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN nhân dịp Hội chợ Thương mại Việt Nam-Trung Quốc tổ chức luân phiên giữa thành phố Bằng Tường và tỉnh Lạng Sơn. Theo phúc trình của chính quyền thành phố Bằng Tường, thì 1.000 xe của Trung Quốc sẽ vào Việt Nam rồi chia thành 7 tuyến tỏa đi du lịch gần như khắp Việt Nam, trong đó có những đoàn xuyên Việt tới các thành phố lớn. Cụ thể là có tuyến sẽ chỉ đi từ Lạng Sơn về Hà Nội rồi ra Vịnh Hạ Long, còn có tuyến tới Ninh Bình, Vinh, một số tuyến đi dài từ Lạng Sơn đến Đà Nẵng, có tuyến đi tới Hội An, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Thuận và cả Sài Gòn. Ngoài ra, có tuyến sẽ quá cảnh Việt Nam sang Lào và Campuchia. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin hôm nay. Phương Nguyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.